cãi việc cận cảnh gương mặt chí tài nằm trong linh cữu được phát sóng trực tiếp. Khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 12 theo giờ địa phương, lễ viếng nghệ sĩ danh hài chí tài chính thức diễn ra tại giáo xứ Thánh Linh. Theo đó, Trung tâm Thúy Nga Paris by Night đã phát sóng trực tiếp toàn bộ diễn biến chương trình thăm viếng và tang lễ của nghệ sĩ. Tuy nhiên, rất nhiều khoảnh khắc cận cảnh gương mặt của chí tài xuất hiện trong buổi livestream này, khiến nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng. Người quay cận cảnh chọn góc rõ để ghi lại, khuôn mặt của anh nằm trong linh cữu. Đặc biệt, các fan bay tại Việt Nam cũng có động thái rất nhanh chóng là chụp lại màn hình, đăng hình ảnh thi hài của anh nhằm thu hút sự tương tác. Nhiều người đánh giá việc chia sẻ công khai rõ ràng chi tiết nét mặt người đã khuất lên các phương tiện thông tin đại chúng như thế này là không nên và thiếu sự tôn trọng. Vài ý kiến cũng kêu gọi những người có ý thức hãy ngừng chia sẻ những hình ảnh này. Trước đó, đoạn clip được đặt tên là Chí Tài trong nhà xác đến từ vợ chồng Hiếu Hiền cũng đã gây tranh cãi, chỉ trích gay gắt từ dân mạng. Nhiều người chửi bới đôi vợ chồng, chiêu trò câu like dơ bẩn khinh, quá bất nhân và thất đức với hành động này. Chú Tài chết cũng không yên nữa, tẩy chay vợ chồng này đi. Còn tính người không vậy, người ta chết rồi còn đăng video quay xác lên làm gì? Hai vợ chồng này điên rồi. Một ý kiến rất được tán thành. Kể cả muốn chia sẻ hình ảnh cuối cùng của chú đã được do người nhà quyết định và khi chú đã được tươm tất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.